Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu các loại visa Úc cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay, trong số thứ 10 này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về visa Úc diện gia đình, visa vợ chồng bạn đời tạm trú, visa 309 và visa vợ chồng bạn đời thường trú, visa 100. Thì visa vợ chồng bạn đời sẽ cho phép vợ chồng hoặc bạn đời chưa chính thức của công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân hợp pháp của New Zealand có thể đến sống và làm việc tại Úc. Visa vợ chồng bạn đời tạm trú, visa hạng 309 là bước đầu tiên để các bạn đủ điều kiện xin cấp visa vợ chồng bạn đời thường trú, visa diện 100. Các loại phí khi xin visa Úc diện gia đình, phí nộp hồ sơ người đứng đơn chính là 3.085 đô la Úc. Phí nộp hồ sơ cho người đi cùng từ 18 tuổi trở lên là 1.545 đô la Úc. Phí nộp hồ sơ cho người đi cùng dưới 18 tuổi là 770 đô la Úc. Điều kiện xét duyệt visa Úc diện gia đình. Người nộp đơn, các bạn có thể được cấp visa này nếu là vợ chồng hợp pháp hoặc là bạn đời chưa chính thức của công dân Úc, thường trú nhân tại Úc, công dân New Zealand hợp pháp. Mối quan hệ vợ chồng bạn đời của các bạn phải có thật, đang tồn tại và là sự tự do chấp thuận từ cả hai phía. Các bạn phải sống cùng nhau hoặc trường hợp không sống cùng nhau cũng chỉ là tạm thời. Đối với mối quan hệ vợ chồng, hôn thú giữa những người nộp đơn và người bảo lãnh cần phải phù hợp với luật pháp Úc. Kết hôn vị thành niên, đa thê hay hôn nhân đồng giới đều không được công nhận ở Úc. Trong một vài trường hợp hạn hữu, hôn thú trong đó có một bên dưới 18 tuổi có thể được công nhận. Những cặp đôi đồng giới có thể nộp đơn xin visa dưới danh nghĩa bạn đời chưa chính thức. Đối với mối quan hệ bạn đời chưa chính thức, nếu đương đơn và người bảo lãnh vì một lý do nào đó mà chưa thể kết hôn và duy trì mối quan hệ không chính thức, ví dụ như là quan hệ đồng giới, thì mối quan hệ này phải kéo dài ít nhất 12 tháng kể từ thời điểm nộp đơn xin visa. Đặc biệt, đương đơn có thể xin miễn yêu cầu mối quan hệ trên 12 tháng nếu thỏa mãn một trong các trường hợp sau. Nếu đương đơn và người bảo lãnh đã có con chung, nếu người nộp đơn và người bảo lãnh đã đăng ký mối quan hệ tại các tiểu bang ở Úc, nếu người bảo lãnh được cấp visa nhân đạo và mối quan hệ giữa người nộp đơn và người bảo lãnh đã tồn tại trước khi người bảo lãnh được cấp visa nhân đạo, người bảo lãnh cũng phải thông báo về mối quan hệ này trước khi visa nhân đạo được cấp. Người nộp đơn xin visa dưới danh nghĩa bạn đời chưa chính thức phải trên 18 tuổi và không có quan hệ cùng huyết thống với người bảo lãnh, thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và lý lịch cá nhân. Các bạn cần phải ở ngoài lãnh thổ Úc khi nộp đơn xin visa tạm trú 309. Tuy nhiên, các bạn có thể ở trong hoặc ngoài vùng lãnh thổ Úc khi nộp đơn xin visa thường trú diện 100. Người bảo lãnh là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc, công dân New Zealand hợp pháp, có hôn thú hoặc chuẩn bị cưới hay có mối quan hệ bạn đời chưa chính thức trên 12 tháng với đương đơn trên 18 tuổi. Người bảo lãnh không có quyền bảo lãnh trong các trường hợp sau: là người được bảo lãnh theo diện vợ chồng trong vòng 5 năm trở lại, đã bảo lãnh thành công hai người khác vào Úc theo diện vợ chồng, đã bảo lãnh thành công một người khác vào Úc theo diện vợ chồng trong vòng 5 năm trở lại. Để tìm hiểu kỹ hơn về những lưu ý cũng như là những cái quyền lợi mà khi các bạn xin cái visa diện 309 hoặc là diện 100 thì các bạn hãy truy cập nhanh vào website duhocuc.info để cập nhật những thông tin mới nhất, hoặc liên lạc trực tiếp với văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang hoặc không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Số điện thoại của chúng tôi các bạn có thể liên lạc 38484879 hoặc 38382080. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.